Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của MCBI. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao để là import cũng như export số lượng lớn workflow cũng như credential của mình ở trong một VBS và sang VBS khác nhé. Đó. Trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn về một cộng đồng có tên là AI Automation Club Plus. Thì đây là một cộng đồng rất là phù hợp với những bạn nào yêu thích về AI, về automation, về workflow automation, hoặc các bạn đang có ý định làm MMO này, làm affiliate marketing với AI thì đây là một cộng đồng rất là phù hợp cho các bạn. Đó. Hơn nữa trong cộng đồng này thì sẽ không chỉ chia sẻ cho các bạn về kiến thức này, kinh nghiệm này mà còn là những cái trải nghiệm của mình và toàn bộ những cái workflow, những cái quy trình tự động hóa mình đều sẽ chia sẻ cho các bạn ở trong cộng đồng này luôn. Đó, tần tật những cái workflow mà mình chia sẻ trên YouTube hay là mình tự làm thì mình đều sẽ để ở trên này luôn cho các bạn. Đó. Và hơn hết nữa là sẽ còn rất là nhiều những cái ưu đãi khác dành cho những cái member trong cộng đồng AI Automation Club Plus này. Đó, rất mong chờ là bạn sẽ trở thành một cái thành viên trong cộng đồng này của mình nhá. Ok, thì trước khi bắt đầu thì mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những người anh, những người bạn vì đã làm ra những cái workflow này. Thì thật ra là cái workflow này ấy, là mình có nghiên cứu cũng như là sưu tầm từ cả trong nước lẫn ngoài nước. Đó, và mình cũng có là chỉnh qua một xíu thôi. Đó. Và rất là cảm ơn những người anh em đã có thể làm ra những workflow này vì để có thể là hỗ trợ được những em nào mà ví dụ đang muốn chuyển nhà hoặc là muốn lưu trữ để tránh cái việc là mình bị mất những cái workflow hoặc là mất những cái credential. Đó, thì cái workflow này rất là phù hợp với anh em. Đó, thì cái này là mình sẽ chia sẻ cho anh em và sẽ để cho anh em một cái đường link để anh em có thể là dễ dàng lấy được cái workflow này nhá. Đó, vì là cái này cũng không phải là do hoàn toàn là do mình viết ra mà cái này là mình được từ sưu tầm từ những người anh em kia. Tất nhiên là mình cũng không nhớ rõ lắm cái tên ví dụ của anh nào thế Thắng à. Mình cũng không nhớ lắm nhưng mà lúc đấy mình có lấy xong mình cũng quên mất, mình không xem lại để còn có thể là viết một cái phần thank you cái những người anh đó ở trong dưới cái phần comment đó, nhưng mà rất là appreciate các anh đó, được chưa? Ok, thì đầu tiên là mình sẽ ở trong cái workflow hiện tại ở trên cái VBS của mình. Đó, VBS này là VBS cũ, khoảng độ bây giờ là 10:30 giờ thì khoảng độ gần 2 tiếng thôi thì cái VBS này sẽ hết hạn, là mình sẽ chuyển nhanh cho các bạn xem. Đấy, như ở đây này là nó sẽ có bao gồm 3 phần ở đây thì mình sẽ nói qua nhá. Trong cái phần 1 này thì nó sẽ lấy lại hết toàn bộ cái workflow của mình và cho thành một cái file. Còn đối với cái này đấy, cái bạn này hình như của bạn một người bạn Việt Nam nhưng mình không nhớ tên lắm. Đấy, thì trong cái đoạn này thì nó sẽ giúp mình là tạo ra một cái folder drive rồi lưu từng cái workflow về một. Được chưa? Nó sẽ giúp mình là lưu từng cái workflow về một. Đấy. Còn trong cái này nó sẽ là một cái để lưu cái credential. Được chưa? Sau nó sẽ lưu cái credential cho mình. Và tất cả sẽ được upload lên trên drive của mình. Đấy. Bây giờ ở đây là mình sẽ có một cái file drive là backup như này. Đấy. Rồi mình sẽ dạng đầu tiên là mình sẽ phải lấy được cái dạng API key của cái VBS này của mình, đúng không ạ? Thì mình sẽ vào đâu để mình lấy? Mình sẽ vào trong phần 3 chấm này, mình vào phần setting này. Có cái phần là nấm nở API này. Rồi mình chọn là phần quyết ấn API key này. Đấy. Rồi các bạn để cho nó một cái tên gì nữa. Đấy. Copy. Rồi các bạn quay trở lại cho mình cái workflow nhá. Rồi, bây giờ chúng sẽ vào đây này. Chúng vào phần dấu 3 chấm này, hoặc là các bạn chọn cho mình phần là create cũng được. Đấy, create cũng được. Nhưng mình edit cho nhanh, được chưa? Mình sẽ paste vào đây. Ở trong cái phần base URL này thì các bạn lấy cho mình cái base này. Đấy, các bạn đến chỗ .vn này. Rồi các bạn thêm cho nó. Rồi các bạn thêm cho nó nhá. Đây. Thêm cho nó cái gạch API, gạch V1, các bạn save. Sau khi save xong đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ chạy thử cho các bạn xem nhá. Trước đấy thì mình sẽ cắt bớt hai cái đi. Đấy, mình sẽ test cho các bạn xem này. Đấy. Nó get phát cho mình là 88 cái item đúng không ạ? Và nó convert to JSON. Đấy, và nó up cho mình lên Google Drive. Thì ở cái này, đây. Cái này là vừa nãy 19 phút trước à, bỏ đi. Đây. Thì đây nó sẽ bao gồm toàn bộ những cái workflow của mình rất là dài dằng dặc đây. Đấy, xoay. Đấy. Được chưa? Rất là nhanh đó, chưa đến khoảng độ 1 giây đây mình có thể xem lại được cái phần này. Log là khoảng độ 4,467 giây, rất là nhanh. Và NMN họ cũng mới update nên là chúng ta có thể nhìn được mọi thứ nó rất là rõ ràng luôn nhá. Thật sự nó rất chi là rõ ràng luôn. Đấy. Được chưa? Ok. Thì đấy là cái việc là chúng ta get workflow. Còn ở cái này nó là cái gì, đúng không ạ? Cái tiếp theo nó là cái gì? Thì ví dụ đây nó sẽ làm create cái workflow này, mình sẽ thêm cái phần là folder ở đây nhá. Đây. Đấy. Ok.
ở đây này. Thì không cần nữa, mình sẽ test này. Đó. Ok. Ở đây là 88 cái item khác nhau. Đúng không ạ? 88 cái item khác nhau. Thì ở trong này nó sẽ tạo cho mình một cái backup này, thì F5 lại đã. Rồi, đây. Thì trong cái này, đấy, nó sẽ bao gồm data này. Data này. Cái này là cái cũ hay sao ạ? Đây. Đấy, nó sẽ bắt đầu cập nhật dần này. Các bạn thấy không? Đấy, cập nhật dần này. Đấy, rất là hay, và nó lấy tên của mình luôn đúng không ạ? Nó sẽ lấy được cho mình cái tên của workflow luôn, rất là hay. Đấy, khi nào mà nó chạy xong nó sẽ ok. Trong lúc chờ ấy thì mình sẽ mua test một cái VPS đúng không ạ? Mình sẽ mua test một cái VPS ở bên Tino. Đấy, rất là nhanh. Để test cho anh em xem, tại vì cái server kia thì mình đã import nó lên rồi. Mình sẽ mua test cho anh em xem một cái là workflow xem này. Workflow Cloud Server này và VPS Sorting NVMe này. Mình sẽ để cho các bạn một cái đường link ở bên dưới phần mô tả để các bạn có thể là dễ dàng truy cập được vào cái website này nhá. Ok, mình sẽ mua thử một tháng này. Mình sẽ tên miền cấu hình sẽ là MCBAI Super Việt Nam. Đấy. Thêm vào giỏ hàng. Nếu mà các bạn nào ấy mà muốn nhập một cái mã giảm giá thì mình đã có hai cái mã giảm giá là chỉ bằng 20 và chỉ bằng 30. Hỗ trợ các bạn là thanh toán từ 1 năm được chưa? Cho đến 5 năm đó, nó sẽ được giảm rất là nhiều ưu đãi như thế. Ok, sẽ thêm vào giỏ hàng nhá. Ok. Đây thì các bạn sẽ cần phải đăng nhập đúng không ạ? Các bạn sẽ phải đăng nhập thì mình sẽ đăng nhập bằng Google đi. Mình sẽ đăng nhập bằng Google. Như ở đây chẳng hạn đúng không ạ? Tiếp tục này. Ok. Đấy, các bạn sẽ nhập cái thông tin của mình vào đây, thì mình sẽ nhập một vài những thông tin đi. Đấy, ok chưa ạ? 083208 này, 2000. Cái số này là cái số đợt trước thì như mà mình lấy để mình đăng ký sao, mình cứ đăng ký thôi. Mật khẩu này các bạn biết rồi, không sợ, tại vì cái thông tin này chủ yếu của mình ấy là để mình test cho các bạn xem thôi mà. Đúng không ạ? Đây, phần giỏ hàng ở đây này. Đấy, giỏ hàng ở đây thì các bạn có thể là các bạn bỏ qua cái phần này. Thì các bạn sẽ phải đến phần này, các bạn sẽ nhập cái mã số thuế. Thì ra cái này là nó không tính, các bạn nhập ở đây với các bạn nhập theo cái mã số thuế của mình. Bây giờ họ mới có cái phần này đúng không ạ? Thì mình sẽ phải nhập thêm cái thông tin về số căn cước công dân này, tỉnh thành phố của các bạn. Đấy, thì cái phần này là mình sẽ che đi nhá. Mình sẽ che cái phần này đi. Đấy. Và mình sẽ ấy linh tinh đi. Đấy, sẽ ấy linh tinh đi. Ok. Đó, rồi sẽ nhập linh tinh này. Thanh toán. Được chưa? Ok. Bây giờ đến phần này này. Vì bên Tino họ sẽ hỗ trợ chúng ta là được trải nghiệm nó trong vòng khoảng độ 7 ngày, nên là các bạn chưa cần phải thanh toán luôn. Các bạn sẽ có thời gian để các bạn này là trải nghiệm, các bạn dùng thử. Ok thì mình mới quất đúng không ạ? Ok thì mới quất chứ. Vội vàng quất làm gì? Đấy, sẽ vào cái phần là quản lý dịch vụ này, tất cả này. Ở đây nó sẽ có một cái dịch vụ ở đây đúng không ạ? Thì hiện tại là bây giờ chúng ta sẽ phải chờ một xíu để cái server nó được cài đặt. Đấy. Khi nào mà nó đến một cái trạng thái là sẵn sàng thì chúng ta có thể sử dụng được. Ok, thì bây giờ mình sẽ click vào đây nhá. Mình sẽ thêm một cái page mới này. Đó. Hiện tại thì cái VPS này đã dùng rồi. Thì mình sẽ thêm một cái email bất kỳ thôi. Được chưa? Thêm một cái email bất kỳ thôi. Password này thì mình sẽ để như này. Được chưa? Ok. Next. Sau khi mà next xong sẽ vào phần này đúng không ạ? Mình sẽ chọn cái role này là tùy chỉnh thôi. Các bạn chọn như thế nào cũng được. Mục đích của mình là đây, semi free license key này. Cái mục đích của mình ấy là mình muốn import cái workflow của mình vào đúng không ạ? Ok thì mình sẽ vào phần là create workflow này. Trong này thì mình sẽ kéo cái này sang. Đấy, sẽ kéo cái này sang. Bây giờ ở đây này là mình sẽ vào đây. Ok chưa ạ? Đó, quay lại đây này là cái workflow này nó đã chạy xong rồi đúng không ạ? Thì mình sẽ kiểm tra trong cái file này toàn bộ workflow của mình nó chuyển sang hết sang bên này rồi. Ok, ở đây tiếp theo là cái thứ ba đúng không ạ, là mình sẽ thử nó là chính là cái lấy cái credential, thì nó cũng rất là nhanh thôi. Mình sẽ ấn phần test này. Đó. Ok, thì trong lúc chờ đợi phần này thì mình sẽ đến cái phần là đây, rất là nhanh rồi, thôi mình sẽ đợi đây rồi. Ok.
Thì bây giờ ở đây là mình cũng đã có một cái đâu nhỉ, 2 giờ nãy là có việc nên là bắt đầu ấy. À cái này nó ở cái khác đây, đây cái này như là ở cái xương xem mà đây nó là cái file này đúng không ạ, thì mình sẽ phải cho nó thành cái file này đây. Rồi ok, đây này credential thì mình sẽ vào cái phần là phần backup, backup ok đây credential đây này, và mình có một cái tệp data như này đúng không ạ. Thì thật ra cái này ấy là để giúp mình gọi là mình lưu được từng cái ra để mình dễ quản lý, vì không phải lúc nào các bạn sẽ lấy hết toàn bộ đúng không ạ. Còn ví dụ cái này nó sẽ lấy hết toàn bộ data này, lấy hết toàn bộ credential cho mình. Thì ở trong cái server mới này của mình đấy, thì có một cái form như này, đây sẽ là phần là execute workflow. Thì khi execute workflow rồi xong ấy, nó sẽ ra một cái phần như thế này đấy, sẽ có một là loại file là workflow này, hai là credential này đấy. Thì ví dụ mình muốn workflow đúng không ạ, mình sẽ vào phần là chọn tệp. Chọn tệp thì ở đây là vì hiện tại là mình đang chưa có tệp thì mình sẽ tải hai cái này về đấy, mình sẽ tải hai cái này về đây nha. Mình sẽ ấn vào phần tải xuống này, vào phần tải xuống này được chưa. Sau khi mình tải xong thì mình sẽ quay trở lại cái bên này đấy, quay trở lại bên này và ở đây và lại đây thì mình sẽ là về workflow này, mình sẽ chọn là cái data này, ghi đề thì các bạn chọn cho mình là có nhé được chưa, ghi đề là các bạn chọn cho mình là có, phần submit này đấy, tại vì là nó sẽ có cùng một cái ID được chưa. Đấy, rất là nhanh luôn đấy. Ở đây là một file đúng không ạ, còn một xíu đấy, ok xong rồi. Tiếp theo này là mình sẽ execute lại một lần nữa, lần này là mình sẽ chọn là credential validation thì mình sẽ chọn là credential đây, ghi đề sẽ là không, submit đấy, rất là nhanh, vèo một cái rồi. Đấy, xong đúng không ạ? Bây giờ các bạn này vào phần overview này, tất cả những workflow đấy, credential đấy, được chưa, rất là nhanh đúng không ạ. Ok đấy, thì đó là toàn bộ cái quá trình để có thể là import cũng như là backup hết toàn bộ những cái dữ liệu của mình để giúp các bạn là chuyển từ nhà A sang nhà B, nhà C sang nhà D. Các bạn sẽ không phải lo ngại về cái vấn đề là mỗi một ngày là chúng ta sẽ phải lưu lại bằng tay từng cái workflow một hay là lưu lại từng cái question một. Cái này nó rất là tiện lợi và nhanh chóng. Rất là cảm ơn một lần nữa, rất là cảm ơn những cái người anh em đã chia sẻ những cơ hội này đến cho cộng đồng đó. Ok, ngoài ra thì mình cũng thấy là có rất là nhiều anh em đang quan tâm đến cái khóa học nửa giám automation 101 này của mình đúng không ạ. Thì đây là một cái khóa học cơ bản dành cho anh em nào muốn xây dựng từ con số 0 để có thể là xây được những cái workflow tự động hóa chỉ trong vòng 2 tuần. Anh em có thể làm chủ được tự động hóa này, xây dựng những cái hệ thống làm việc 24/7 mà không cần phải biết code đấy. Kể cả anh em không biết code hay là không có quá nhiều kiến thức về AI thì trong khóa học này mình cũng sẽ ủn ít để anh em lên đấy, bằng cách là sử dụng AI để hỗ trợ mình trong cái việc là xây dựng những cái workflow automation cho nó nhanh hơn, tiết kiệm thời gian hơn và hiệu quả năng suất hơn đấy. Hơn nữa là có rất là nhiều những cái ưu đãi trong khóa học này, như kiểu là anh em sẽ nhận được là 13 cho đến 15 cái workflow hoàn toàn là gì ạ, được setup sẵn cho anh em. Anh em chỉ cần việc là mang về xếp qua một xíu về cái phần credential các thứ thôi, anh em có thể hoàn toàn sử dụng được luôn. Hơn nữa là anh em sẽ còn được nhận một cái ưu đãi về cái việc là tham gia vào cái server N8N của AI Automation Cup Plus hoàn toàn miễn phí trong 1 năm, để anh em có thể sử dụng trải nghiệm này, nói chung là mượt mà test luôn đúng không. Hơn nữa là còn lại còn có thể là sử dụng API với mức chi phí thấp hơn thị trường là 20-30%. Ngoài ra là còn vô vàn cái ưu đãi khác anh em có thể tham gia trong khóa học này nhá. Ok, mình đợi anh em trong khóa học. Ok, cuối cùng thì cảm ơn tất cả anh em đã xem video này. Nếu các em thấy hay thì đừng quên cho mình một like và một subscribe nhé.